Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibim Bap Bap. Ngày hôm nay lại là một câu chuyện ma, lại là phim ma bắp kể. Và bộ phim này là một bộ phim có tên là Hồn Ma Theo Đuổi, có tận từ năm 2004 rồi. Thực ra là ban đầu khi mà Bap tìm thấy cái bộ phim này thì Bap thấy nó quen quen. Sau khi mà Bap coi lại thì đúng là hồi nhỏ Bap đã từng coi bộ phim này rồi. Bởi vì cái cảnh cuối là một cái cảnh cực kỳ ấn tượng. Khoảng cách cũng quá là xa đi các bạn, 2004 cho tới tận bây giờ là 2019 rồi. Mà hồi xưa Bap coi là khi mà còn nhỏ đó, cho nên cũng không có nhớ chi tiết hết. Nhưng mà cái đoạn cuối là cái đoạn mà nó rất là kinh dị, ám ảnh. Cho nên khi mà Bap coi tới khúc cuối là Bap biết mình coi rồi mà mình quên. Bật mí trước cho các bạn biết là cái khúc cuối của bộ phim này khá là bất ngờ. Nhưng mà đối với những bạn mà nghiện truyện Creepypasta thì chắc là có lẽ sẽ không có quá xa lạ với cái thể loại cái kết thúc như vậy. Thôi không có nói mập mờ nhiều nữa, bây giờ Bap sẽ kể chi tiết cho các bạn nghe về bộ phim này. Nhưng mà chắc là cũng không có được chi tiết nhiều lắm đâu. Trong một buổi tiệc đám cưới, Jen và Tun là bạn trai và bạn gái. Jen là bạn gái, còn Tun là bạn trai. Hay là mình kêu là Tuấn luôn đi cho nó dễ nhớ. Jen và Tuấn. Trong buổi tiệc ngày hôm đó thì Tuấn uống khá là nhiều. Nói thiệt luôn á, nói thiệt là kể tên thành Tuấn luôn đó các bạn. Tuấn uống khá nhiều cho nên bạn gái phải trở về, là Jen phải trở về. Bởi vì nếu mà uống nhiều quá chạy xe rất là nguy hiểm. Trên đường chạy về hai người nói chuyện với nhau rất là nhiều. Đã uống nhiều rồi, chạy xe thì tập trung chạy đi, nói chuyện nhiều. Nói chuyện thì thôi đi, nhìn đằng trước, vừa nói vừa chạy đi không. Vừa chạy mà vừa nhìn qua đây nói chuyện. Xong nhìn, phải ra, bả nhìn ông Tuấn còn nhiều hơn là nhìn đường nữa. Cho nên chạy một hồi đột nhiên đâm trúng một người. Khi mà đâm trúng, có cảm giác như là xe đã đâm trúng một người nào đó thì Jen phanh thắng lại. Khi phanh thắng chiếc xe tông qua bên lề, người ở trong xe Tun và Jen thì không sao hết. Nhưng mà cũng không có biết mà người bị họ tung có sao hay không. Khi này Jen muốn xuống xe xem là người kia, người bị mình tung á. Không biết như thế nào rồi, có gì gọi cấp cứu. Nhưng mà Tun đã cản lại, không có cho Jen xuống xe. Tun nghĩ là nếu mà tông cỡ đó chắc cũng chết chứ không sống nổi đâu. Cho nên kêu Jen là bây giờ chúng ta phải chạy đi, mặc kệ cho người kia như thế nào đi, cứ chạy đi. Thì Jen là một người con gái yếu đuối, khi mà nghe Tun nói như vậy thì cứ chạy đi thôi, đâu có biết làm sao đâu. Với lại người chạy xe là Jen nữa, nếu mà cảnh sát tới có chuyện gì thì hai người còn quá trẻ và Jen cũng không muốn là phải ở tù hay là không có muốn là bị cái gì dính líu tới pháp luật, cho nên hai người đã bỏ chạy đi. Tôi là một người nhiếp ảnh gia và thường hay nhận nhiều cái kèo chụp hình, giống như là chụp hình đám cưới, chụp hình đám ma, chụp hình tốt nghiệp. Nói chung là có kèo gì chụp hình là tôi đều nhận hết. Kể từ sau vụ tai nạn, bắt đầu có những sự kiện hiện tượng lạ xảy đến với cả tôi và Jen. Khi mà tôi đi chụp hình, khi chụp á thì không sao nha, nhưng mà về nhà đi vào bên trong cái phòng rửa ảnh, và các bạn biết cái phòng rửa ảnh nó ghê lắm, cái phòng rửa ảnh nó đỏ chét à các bạn, ở bên trong là màu đỏ quét là nhìn là thấy ghê rồi. Bắp cũng không có biết là cái quá trình rửa ảnh như thế nào, nhưng mà theo Bắp biết đó là rửa ảnh thì phải như vậy, nếu mà có ánh sáng vào thì sẽ bị hư hình hay sao đó. Nhưng mà cái phòng rửa ảnh nó rất là ghê. Có khi rảnh thì Jen sẽ cùng với Tun rửa ảnh ở trong đó, nhưng mà đại đa số thời gian thì chỉ có một mình Tun rửa ảnh thôi. Kể từ sau vụ tai nạn, tất cả những cái hình mà Tun chụp nha, hầu hết tất cả những cái hình đó, có một số hình bị nhòe. Các bạn coi những cái tấm ảnh ma nó giống như vậy đó. Có hình ha, xong rồi quẹt một cái vệt sáng thì giống như là có một cái bóng ma. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là lỗi kỹ thuật, hoặc là do khi mà chụp có một cái gì đó nó hắt vào, nó làm cho cái ảnh bị như vậy. Ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng mà càng ngày á, cái sự việc đó xảy ra lại càng nhiều. Thì không thể nào có một sự trùng hợp như vậy được. Rồi á, sau đó tôi mới nhìn kỹ một trong số những cái tấm hình mà anh ta đã chụp. Có một vài tấm hình nó bị nhòe một cái vệt trắng, nhưng mà có một số tấm hình không chỉ có những nhân vật được chụp ở trong tấm hình đó, mà lờ mờ thấp thoáng ở đằng sau những người đó còn có một cái gương mặt khác. Một gương mặt giống như là một gương mặt trắng giả, tối tăm u ám. Khi mà điều tra kỹ lại thì rõ ràng người đó chưa từng xuất hiện ở cái nơi chụp hình, thì cũng biết là ma rồi, là hình ma đó các bạn. Thêm vào đó nữa, kể từ sau khi vụ tai nạn đó luôn, không chỉ là chụp hình là làm ăn không lên, cứ rửa hình ra là bị hư, bị như vậy làm sao mà khách chịu. Và Thun còn bị một cái chứng nữa là cái cổ bị mỏi, rất là đau cổ, đau cái cổ sau lưng này nè. Và khiến cho Thun á, ban đầu thì đi rất là thẳng người, và cái chứng đau cổ khiến cho Thun cười từ từ người á cứ co lại như vậy nè, rồi phải đi chụp hình. Khi mà đi bác sĩ chụp hình á, bác sĩ mới chụp thấy rõ ràng cái xương ban đầu là cái xương cổ là xương thẳng, nhưng mà sau khi mà anh ta bị bệnh và đi chụp hình á, thì hiện tại cái tình trạng của anh ta là cái cổ bị dẹo như thế này, bị dẹo hẳn như thế này luôn, và người á thì cứ dẹo. Cho nên bác sĩ đã đưa cho anh ta một cái đồ giống như là mấy người mà người ta bị chấn thương cổ người ta hay mang á, để mà kê cái cổ của anh ta thẳng lên. Tuy nhiên anh ta vẫn cứ luôn luôn cảm nhận như là cái cổ của mình rất là nặng. Và cảm nhận thêm một điều nữa, một điều lạ nữa, nhìn ảnh vẫn bình thường nha,
Nhưng mà khi mà leo lên cái cân bị cân á, thì thấy trọng lượng của ảnh gấp đôi trọng lượng ban đầu. Ví dụ như mà hồi xưa chỉ có tầm khoảng chừng 60kg, Bắp ví dụ thôi, thì bây giờ lên cân 120kg. Thì Bắp biết là các bạn mà là fans của Creepypasta cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng mà thôi, khoan, Bắp kể tiếp. Tôn nó là một người không có tin vào những chuyện ma quái, cho nên anh ta không nghĩ tới việc là mình bị ma ám hay gì hết. Tất cả những chuyện xảy ra với anh ta nghĩ là một cái lý do nào đó thôi, chứ không nghĩ tới sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, có một số người học chung đại học với Tun bắt đầu liên lạc lại với Tun. Và cái đám đó là một cái đám con trai bạn bè, khoảng chừng hình như là 2-3 người, Bác cũng không có nhớ rõ lắm. Chỉ biết á, khi mà họ liên lạc lại với Tun, họ nói chuyện với Tun, cái cảm giác của họ rất là sợ hãi. Và họ nói là họ bị ám, họ bị một hồn ma bí ẩn của một cô gái ám. Tun hoàn toàn không tin về những việc này, cho nên Tun cũng không có để ý, nói chung là bỏ ngoài tai. Sau đó thì lần lượt những người bạn thân của Tun là có ba người, một người tên là Ton và thêm hai người khác nữa. Ba người đó lần lượt tự tử chết. Jen là bạn gái của Tun, dĩ nhiên là xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế này. Jen cũng rất là lo lắng bởi vì Jen thương Tun thật lòng, hai người cũng sẽ sau này tiến tới hôn nhân. Khi mà Jen thấy bạn trai mình như vậy á, thì Jen biết là có một cái hiện tượng siêu nhiên, bắt đầu nghĩ tới cái cô gái mà hồi xưa, không biết là phải là cô gái hay không, chỉ biết là hồi xưa là họ tông vào một người như vậy. Thì Jen nghĩ ngay là có khi nào hồn ma của cái người mà bị Jen tông quay trở lại ám hai người hay không? Không có ám Jen mà thay vào đó ám bạn trai, mà thậm chí cũng có thể là ám cả hai người. Thì khi này Jen bắt đầu cảm thấy sợ. Jen và Tun bắt đầu đi vào điều tra xem là cái cô gái ở trong tấm hình là ai. Bởi vì những cái tấm hình á vẫn mập mờ, ở bên trong đó có hình ảnh của một cô gái nhưng mà không thấy rõ mặt thôi. Bắt đầu đưa đi phân tích hình ảnh xem là người đó là người nào, có thể nhìn rõ mặt hay không. Thì sau bao nhiêu sự việc, cuối cùng cũng phát hiện ra cái hồn ma trong ảnh đó là ai. Bởi vì sau khi làm rõ và phóng to hình ảnh lên, Tun nhận ra rằng người đó là một người quen của Tun chứ không hề xa lạ gì hết. Đó là một cô gái tên là Nat. Tun nói rằng đó là một cô gái đã từng học chung đại học với Tun, là một cô gái khá nhút nhát. Jen và Tun nói chuyện với nhau thì Tun mới nói thật luôn là hồi xưa Nat học chung đại học với Tun và hai người đã từng quen nhau, là bạn trai bạn gái quen nhau luôn. Tuy nhiên Tun lại muốn giữ cái mối quan hệ đó bí mật và không có nói cho bất cứ ai nghe hết. Sau đó thì hai người chia tay. Nat yêu Tun một cách chân thành và cuồng nhiệt luôn. Khi chia tay, Nat đã dọa Tun là sẽ tự tử nếu như mà hai người chia tay. Cái đó là Tun nói cho Jen nghe là như vậy. Jen nghe bạn trai mình nói như vậy thì chỉ tin là như vậy thôi chứ đâu có biết chuyện gì xảy ra. Khi đó Jen nghĩ là có khi nào trùng hợp là mình đụng trúng Nat mà mình không biết, bởi vì lúc đó chạy đi rồi. Không có biết là ở đằng sau đó cái người mà bị mình tung trúng là ai và họ như thế nào. Thì lúc đó Jen chỉ đoán là có thể là vô tình mình tung trúng Nat, bạn gái cũ của Tun, và sau đó là Nat cũng có tình cảm với Tun và quay lại ám Tun. Hoặc là có thể người mình tông là một người khác. Tuy nhiên có thể bạn gái cũ của Tun là Nat đã tự tử chết hoặc là bị một cái gì đó, sau đó là quay lại ám Tun. Cho dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Jen vẫn sẽ ở bên cạnh Tun và ủng hộ tinh thần cho Tun và cùng với Tun giải quyết cái vấn đề này. Và ngay sau đó thì như Bắp nói khi nãy là Tun phát hiện ra là bạn của Tun chết, một người là tên Ton, sau đó là hai người khác cũng lần lượt tự tử chết. Cũng không biết nguyên nhân vì sao mà họ tự sát. Tuy nhiên Tun chắc chắn một điều rằng lúc này là tin rồi, các bạn tin là có ma rồi. Tin chắc chắn là Nat, hồn ma của Nat đã ép buộc ba người bạn của mình tự sát. Và Tun nghĩ là sẽ sớm thôi tới lượt của mình. Tun cứ bị hồn ma của Nat làm cho ám ảnh, nhiều khi nằm mơ thấy Nat bò và bỏ trên trần nhà, nguyên cái đầu hụp xuống hù Tun. Khi đó là quá sợ quá ám ảnh và Tun nói với Jen là mình phải đi tới xem là Nat như thế nào. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình cũng nên đi thắp nhang hoặc là làm một cái điều gì đó để đừng có bị ám nữa. Họ mới tới nhà của Nat và xem tình hình bạn gái cũ của Tun như thế nào. Khi tới nhà gặp mẹ của Nat, mẹ của Nat mới kêu hai người vào và nói chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi vào trong nhà ha, ruồi mũi ở đâu nó cứ bay vòng vòng á các bạn, nó ghê lắm. Hai người uống nước mà cái con ruồi nó bay vô ly nước, nó chết ở trong luôn. Một hồi nữa bà mẹ bà đi đâu lấy đồ thì Tun và Jen mới đứng dậy đi vòng vòng xem. Hai người đi vòng vòng và lần mò đi lên tới phòng của Nat. Khi mà lên tới phòng của Nat bắt đầu xộc ra một cái mùi thối quắc luôn. Hai người mở cửa phòng đi vào thì thấy Nat đang nằm trên giường và quay lưng vào trong tường. Hai người mới nghĩ là chắc là Nat đang ngủ, nhưng mà mình kêu Nat đi, kêu cũng không thấy trả lời. Khi đó Jen và Tun từ từ đi vào bên trong phòng đó. Tun từ từ lấy cái tay của mình bỏ lên trên cái vai khi đó Nat vẫn còn đang nằm quay vào trong tường, lật người của Nat ra, mặt máu không,
người thúi quắc luôn các bạn. Nát đã chết rồi, chết mà người hả sình thúi luôn, nằm ở đó. Hai người quá hoảng sợ, sau đó mới nói chuyện với lại mẹ của Nát. Mẹ của Nát mới nói rằng Nát đã tự tử chết. Tuy nhiên ở nhà có hai mẹ con thôi, Nát chết rồi, mẹ của Nát không nỡ đem Nát đi chôn và cảm thấy con của mình rất là đáng thương. Sau đó Tun và Trang nói chuyện với mẹ của Nát, khuyên nhủ là người chết thì cần phải an nghỉ, phải đem đi chôn. Thì lúc đó cả hai người luôn, Trang và Tun chỉ nghĩ là có thể là do cái xác đó chưa được chôn, cho nên hồn ma của Nát cứ vất vưởng đi như vậy, thì cũng có thể là dẫn lối chỉ đường cho hai người tới và phát hiện để đem cái xác của Nát đi chôn để cho cô ta được yên nghỉ. Thì khi này Trang nghĩ là như vậy. Sau khi đã thuyết phục thành công mẹ của Nát, thì mẹ của Nát cũng đồng ý đem xác con mình đi thiêu, sau đó là an táng đàng hoàng. Tang lễ được diễn ra ngay ngày hôm sau luôn. Ngày hôm sau cả Jane, Tun cùng ở đó để mà dự đám tang của Nat. Sau đám tang, Tun và Jane nghĩ là mọi việc sẽ bình thường thôi, sẽ không có còn những cái hiện tượng bị ma ám nữa. Thì đêm hôm đó, Tun và Jane cùng với nhau ở trong một cái khách sạn gần đó. Bởi vì sau khi dự buổi tang lễ, họ chưa kịp quay trở về nhà mà phải ở một cái khách sạn ở đó. Dĩ nhiên là Jane và Tun sẽ ngủ chung giường. Thì tối hôm đó đi ngủ thì bình thường, nhưng mà đột nhiên nửa đêm, Tun bị một cái tiếng động làm cho thức dậy. Khi mà từ từ thức dậy, thấy bên cạnh mình vẫn là Jane đang nằm đó, quay mặt qua phía bên tường bên kia. Đột nhiên Tun lại nghe một cái âm thanh gì đó. Sau đó Tun nhìn, tại vì đang nằm thẳng như thế này, và đây là cái chân, đây là cái đầu giường, cái đầu thì quay qua hướng này. Tun mới thấy từ ở dưới giường, Nát từ từ bò lên với bộ dạng y như là cái bộ dạng cái xác mà hôm bữa hai người gặp nhau á, hay hai người đã gặp cái xác đó, mà thậm chí còn đáng sợ hơn, bởi vì cái xác chỉ nằm bất động thôi, còn đằng này thấy Nát với hiện tượng đó, da trắng bệch bầm tím, mặt mày máu không, và cứ bò nhìn Nát như thế này, bò từ dưới giường bò lên. Khi này Tun sợ quá bỏ chạy, tống chạy tháo chạy, rồi có rất là nhiều hiện tượng sự việc xảy ra mà bị hồn ma của Nát hù cho hú vía luôn. Khi này anh ta mới, tại vì cái đó là tầng lầu, anh ta mới trèo xuống tầng lầu, chạy xuống cầu thang cũng bị nhát, nói chung là chạy khắp nơi bị nhát hết. Anh ta mới, tại vì ở bên ngoài cái tầng lầu này sẽ có một cái cầu thang dựng đứng ở bên ngoài cái tầng luôn, thì anh ta leo cái cầu thang đó, leo cái giống như là leo cái thang đó leo xuống. Thì khi mà leo nhìn lên thấy ở trên Nát cũng leo, ổng thì leo xuống, Nát thì trên kia leo xuống, và đối mặt như vậy leo một hồi, Tun sợ quá trượt tay và té xuống. Khi mà té xuống là được đưa vô bệnh viện. Xin lỗi các bạn nha, hồi nãy giờ hình như là nhiều khi bắt nói lộn Tun là Trun đúng không? Cho nên nếu mà có nói nhầm á thì các bạn thông cảm nha, bởi vì hình như sao tự nhiên Tun với Trun nó cứ dễ lộn. Thì đại khái là chỉ có những nhân vật như vậy thôi, nếu mà có lộn thì các bạn thông cảm cho bắp nha. Sau tai nạn đó Tun không chết, được đưa vô bệnh viện để chăm sóc. Và khi mà tỉnh dậy Tun cũng không biết là những chuyện mình xảy ra là có thật sự diễn ra hay là một cái cơn ác mộng, hay là anh bị mộng du, cũng không có biết rõ. Chỉ biết sau đó Trang quay trở về Bangkok và tiếp tục xem những cái tấm ảnh hồi xưa, những cái tấm ảnh ma. Bởi vì Trang nghĩ là chắc là hiện giờ hồn ma của Nat vẫn chưa buông tha đâu, cho nên mình có thể cần phải điều tra thêm. Khi điều tra, Trang cũng cầm theo cái máy chụp ảnh và đi tới những nơi nào mà có nghi ngờ là có hồn ma của Nat liền dơ lên chụp, bởi vì biết là cái máy chụp ảnh đó có thể chụp thấy hồn ma của Nat. Trang đã chụp được rất là nhiều tấm ảnh, trong đó có rất là nhiều ảnh đã được chụp trong căn hộ của Tun. Khi mà Trang bắt đầu rửa những cái tấm ảnh đó ra, xem từng tấm một, bắt đầu phát hiện ra một cái điều dị thường. Có một số cái tấm ảnh Jane chụp một chỗ thôi các bạn, là cái chỗ đó là căn phòng, giống như là căn phòng khách của căn hộ của Tun. Ở bên đây là một cái tủ đựng sách, ở đây là một cái khoảng trống của phòng khách. Jane chụp ở đó rất là nhiều tấm, nhưng mà có những tấm á, có những cái vệt giống như là một cái hồn ma nào đó đang bò, mà nó rất là mờ, giống như là một cái vệt bò mờ thôi. Cái chỗ thì nó bò từ bên đây và nó bò gần tới cái tủ. Thì khi này Jane thấy cũng lạ, cho nên Jane đã gặp hết tất cả những cái hình nó lại vào nhau. Khi mà gặp, các bạn có biết cái dạng mà mình vẽ hình xong rồi mình gặp lại trong một cái cuốn sách rồi mình lật như vậy nè, thì ở đó nó sẽ có những cái ảnh động á. Thì cái cách này là cách mà Jane làm. Jane bắt đầu nghi ngờ, cho nên Jane đã gộp hết tất cả những cái tấm hình nó lại và bắt đầu bật như thế này, bật cho nó chạy như thế này. Thì khi mà bật như thế này là có một cái ảnh động đó hiện lên, hồn ma của Nat đang cố gắng bò về phía cái tủ đó, bò về phía cái tủ mà đựng sách đó. Khi này Jane mới thắc mắc là có phải là hồn ma của Nat đang muốn cho mình biết một cái gì đó hay không, đang muốn gợi ý cho mình một cái gì đó hay không. Jane từ từ đứng dậy đi về phía cái tủ và xem là có cái điều bí ẩn gì ở đó, thì lại phát hiện ra ở trong tủ đó có một số bức ảnh đã bị Tun giấu ở trong đó.
Và những cái bức ảnh này nó rất là kinh tởm. Khi mà xem xong, Jen mới biết ra sự tình, mới biết rằng cô gái nát kia không phải là muốn ám Jen, mà đang muốn cứu Jen, đang muốn nói cho Jen biết một bí mật kinh khủng. Đó là trong một loạt cái tấm ảnh đó được chụp khi mà Nat còn sống, và những cái tấm ảnh đó được chụp khi Nat đang bị người khác quấy rối tình dục, bị ba người bạn của Tun đó các bạn, ba người mà đã chết rồi, đã tự tử chết rồi đó, ba người đó thay phiên nhau hãm hiếp Nat. Mà không những hãm hiếp mà còn có người ở lại chụp hình của ba người đó nữa, chụp hình cái quá trình đó. Và bây giờ là cái đống hình nó giữ lại ở trong nhà của Tun. Thì khi này Jen thức tỉnh, Jen mới nghĩ là tại sao Nat lại có thể đáng thương đến như vậy, và Nat là đang cố gắng cứu mình chứ không phải là nhát mình. Sau đó Jen suy nghĩ những cái tấm hình này được giấu trong căn hộ của Tun, và những cái người trong hình á là ba người bạn của Tun đã chết rồi, vậy ai là người chụp những cái tấm hình đó? Vậy là chẳng phải là bạn trai của cô là Tun đã chụp những cái tấm hình đó hay sao? Chẳng lẽ Tun là một người biến thái kinh tởm đến như vậy hay sao? Thì khi này Jen quá đau lòng, biết ra sự việc thì quá hụt hẫng, cho nên Jen đã tới tìm mặt Tun và nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện với Tun mới vỡ lẽ ra, bây giờ hồi xưa là Tun nói nhưng mà Tun vẫn còn giấu những cái ý chính. Tun mới kể là Tun biết là lần đó ba người bạn của Tun đã hãm hiếp Nat, nhưng mà Tun không làm gì được hết, bởi vì khi đó không, nói chung là Tun cũng đã nói lý do vì sao là Tun lại không giúp được mà phải đứng đó chứng kiến cảnh bạn gái của mình bị ba người khác hiếp, rồi lại đứng đó đi máy chụp hình chụp luôn, chụp lại những cái cảnh đó nữa, trong khi Nat cố gắng gào khóc trong vô vọng. Tun còn nói là cái sự việc đó ám ảnh Tun đến cả một cuộc đời và Tun sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Jen khi mà nghe được bạn trai mình đã từng là người như vậy cũng không tha thứ cho bạn trai của mình được, và hai người chia tay. Khi mà hai người chia tay và đi, Tun bắt đầu bị hồn ma của Nat ám một lần nữa. Cô hiện ra và truy đuổi Tun. Sau khi hồn ma của Nat thoát ẩn thoát hiện, Tun cứ cảm thấy là cái đầu của mình, cái người của mình càng ngày càng nặng. Tại sao cái cổ của mình cứ càng ngày càng nặng, rất là khó chịu, rất là đau đớn nữa. Khi này Tun biết là hồn ma của Nat sẽ mãi mãi không buông tha cho anh, bởi vì cô ta là người yêu cũ và cũng là người đã bị Tun nhẫn tâm chụp lại những cái hình khi mà cô ta tuyệt vọng nhất cầu cứu Tun, nhưng mà Tun lại không làm gì hết, chứng kiến mà còn chụp hình nữa. Khi này á, Tun biết là chắc chắn cả đời này sẽ bị Nat bám theo. Tun khi này quá điên cuồng rồi, cầm cái máy chụp ảnh lên và chụp xung quanh nhà xem thử xem là Nat đang ở đâu, cố gắng tìm kiếm hồn ma của Nat xem là cô ở đâu, cô hiện ra đây. Một hồi nữa là chụp nhưng mà không thấy gì hết, chụp trong vô vọng. Rồi đột nhiên Tun thức tỉnh, Tun mới bắt đầu sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Từ cái lúc á mà bị đụng xe ha, sau đó là tự nhiên cái cổ bị đau. Cổ bị đau, đi chụp hình hả, cái cổ cong luôn. Sau đó tự nhiên mình đang cái ký bình thường lại gấp đôi cái ký, là bắt đầu nghi rồi. Tun khi này mới run dục cái máy chụp hình sang bên kia và quay cái ống kính quay sang người của Tun để tự chụp mình. Khi mà chụp xong rồi cho ra tấm ảnh, Tun mới thấy hình ảnh của Nat, người ngậm máu me, đầu tóc bù xù rũ rượi bựng một cái đầm trắng, da thịt đen thui, nói chung là vừa trắng mà vừa bị bầm đen đó, đang ngồi ở trên cổ của Tun và hai tay thì bám ở trên cổ của Tun như thế này, đang đu ở trên người của Tun. Khi đó Tun quá hoảng sợ, còn hồn ma của Nat ở trên đầu của Tun cũng giơ tay và bịt mắt của Tun lại, khiến cho Tun rớt ra ngoài cửa sổ và rớt xuống lầu. Khi mà rớt xuống lầu, nằm chèo queo, bắp cứ tưởng là Tun đã chết rồi, nhưng không, mạng rất lớn. Có thể là mạng lớn mà cũng có thể là con ma đó không cho chết, bắt Tun phải sống trong cái sự dằn vặt đau đớn cả một cuộc đời. Khi đó là Tun được đưa vào bệnh viện. Jen nghe tin Tun bị như vậy cũng tới thăm, bởi vì là bạn trai cũ, dù gì cũng là bạn trai cũ, cho nên tới thăm hỏi như thế nào thôi chứ không có quay lại. Khi mà Jen tới thăm Tun, mở cái cửa ra và cái cửa bên ngoài đóng lại. Cái cửa ra vào là một cái cửa kiến, nó không phải là cửa phản chiếu hoàn toàn, nhưng mà nó chỉ phản chiếu mập mờ thôi. Khi mà Jen đi vào và cái cửa đó đóng lại, trên cái cửa kiến đó phản chiếu hình ảnh ở bên trong phòng. Có Jen, có Tun và có luôn cả Nat. Nat lúc này vẫn như cũ, vẫn đang đong đưa ngồi trên cổ của Tun. Và đó là hết bộ phim cũng như là hết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một cái bộ phim như Bob nói khi nãy. Nếu mà các bạn đam mê Creepypasta, đã từng nghe những cái chuyện của Bob, thì có một chuyện tương tự là cõng vợ. Đứa con thấy ông bố cõng người vợ, mà cái người vợ đó đã bị ổng giết chết rồi. Thì cái phim này nó cũng khá tương tự với cái chuyện đó. Nhưng mà cái phim này lâu rồi, 2004. Rất có thể chuyện đó là sau phim này, nhưng mà cũng có thể là phim này sau chuyện đó, chúng ta không biết được. Nhưng mà cái nội dung nó khá khác nhau và nó khá hay ở trong đây. Cuối cùng,
Tuân sẽ mãi mãi không bao giờ được giải thoát khỏi hồn ma của Nat bởi vì những tội ác mà Tuân đã làm. Không có cái gì mà nó độc ác bằng thấy chính cái người mà Nat yêu thương không giúp đỡ mà còn đứng đó chụp hình. Còn ba cái người kia lần lượt thay phiên nhau hãm hiếp Nat, cuối cùng cũng đã bị ám. Trước khi chết, họ phải trải qua những giây phút kinh hoàng nhất của cuộc đời họ khi mà thấy hồn ma của Nat hiện lên và cứ đeo bám họ, khiến cho họ ăn không ngon, ngủ không yên, cứ phập phồng lo sợ, thấp thỏm lo sợ, hết 3 lần 7 lượt hù cho đến sắp chết, rồi sau đó là tự tử chết luôn. Họ bị bức đến độ phải tự tử, là các bạn cũng biết là trước khi chết họ phải trả giá như thế nào, sợ đến độ phải tự tử để chết, để thoát khỏi những cái sợ hãi đó. Bộ phim này sau khi mà kết thúc thì dĩ nhiên chúng ta quá hả hê với cái kết. Ban đầu á, mình chỉ nghĩ là một hồn ma quá si tình đeo bám theo Tuân. Nhưng mà dần dần tất cả những chi tiết được hé lộ, đó là một hồn ma đáng thương và cô ta chỉ muốn trả thù những người đã hại cô ta thôi. Chứ còn Jen, cô ta không muốn hại mà còn muốn giúp cho Jen nhận ra được sự thật là bạn trai của cô, Tuân, là một người như thế nào để có thể tránh xa người đó. Thực sự phải nói là khi mà coi những cái bộ phim ma hoặc là đọc những câu chuyện ma, Bob sẽ thích những cái bộ phim nó có tình tiết là nợ của ai thì người đó trả hơn. Ví dụ như trong cái câu chuyện này, trong cái bộ phim này là Tuân và những người kia bị hồn ma, bị một cái hồn ma mà họ đã hại, sát hại, đeo đuổi bám theo để trả thù. Chứ không phải là một cái hồn ma bám vào một nơi nào đó rồi thấy ai, bà ai cũng ám, bà ai cũng phá. Cái chuyện mà bà ai cũng ám, bà ai cũng phá thì mình thấy như là nó sợ hơn á. Kiểu như là không có lối thoát và làm cho mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện mà có dạng như là quả báo như thế này thì Bắp sẽ cảm thấy nó thú vị hơn, nó hay hơn. Ok, và đó là video kể chuyện ma của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.